Vị hỏi là một cuốn sách Phật giáo có in dòng chữ sách Ấn Tống không bán có được phép photocopy và bán lại với giá rẻ hay không? Tình cờ đi ngang tiệm sách Phật giáo, nơi ấy có nhiều sách cả gốc lẫn bản sao. Con và bạn con rất thắc mắc không biết việc bán này có bị phạm giới không. Nhìn người bán rất thuần thành và tử tế, nhưng trưng bày sách cẩn thận và giá rẻ vì niềm tin lan tỏa giáo pháp. Con rất thương, bác sẵn lòng cho mượn và trả lại tiền nếu không đọc nữa. Nếu lỡ đây là cách làm chưa đúng thì con nên làm gì cho bác hiểu, vì đây là lần đầu tiên con gặp nên không tiện trao đổi gì với bác. Thưa quý vị đó, cái việc là tôi đưa ra một cái ví dụ để cho quý vị nắm rõ vấn đề hơn. Chúng ta thường nói là kinh ấy, thì Đức Phật là người giữ bản quyền, và không có ai có cái quyền gọi đó là kinh của mình. Nhưng mà rõ ràng ấy, những cái quyển kinh in được in ấn để trên kệ mà chúng ta tự ý chúng ta lấy về, chúng ta chiếm hữu làm của riêng, thì chúng ta gọi đó là trộm cắp. Bởi vì sao? Bởi vì cái chữ viết ở trên đó vốn dĩ là Đức Thế Tôn ngài không có cái lòng mà chiếm hữu, giữ kiểu theo cái kiểu là bỏng sẻn, là không có cho ai biết, và hoặc là biết là phải cúng dường, hoặc là phải theo cái kiểu như là kinh doanh, thì Đức Phật không có. Nhưng mà cái việc in ấn, bản thân cái việc in ấn thì nó là tài sản, giấy nó là tài sản, mực nó là tài sản, rồi cái chỗ trưng bày nó là tài sản, rồi các cái công tác phát hành nó là tài sản. Do đó đó, đối với một người mà họ không có cái lòng kinh doanh ấy, thì cái việc là họ lấy họ cần thu lại cái chi phí họ đã bỏ ra cho cái việc in ấn và phát hành, thì theo suy nghĩ của cá nhân sư thì nó không vấn đề gì. Bởi vì cái mà họ thu lại đó là họ thu cái gọi là cái giấy và cái chất liệu, những cái đó thì họ cần thu về, và họ không phải là cái ý của họ không phải là để kinh doanh, mà họ cần thu về để chi, là để họ có thể họ in ấn được nhiều hơn, in ấn tiếp theo, tại vì họ cũng không có cái khả năng đó. Thì theo sư thì nó không vấn đề gì, không vấn đề gì. Sẵn đây thì sư có một điều sư muốn chia sẻ với quý vị. Bản thân các cái kinh sách vốn dĩ một vị tu sĩ không có được phép gọi là đem nó ra để mà kinh doanh. Nhưng mà thôi, thời thế thì có khi chúng ta cũng nên thông cảm. Có thể là mấy nhà sư với nhau thì sư nói là cũng nên thông cảm. Nhưng mà có một cái như thế này, kinh tạng và kiến thức giáo lý đó, nếu như chúng ta nói cái người mà có cái quyền cuối cùng đó, thì Đức Phật là người giữ bản quyền. Và trong cái giới luật đó, thì Chư Tăng khi mà nói đó, thì cần phân biệt được đâu là lời của Phật nói và đâu không phải là lời của Phật nói. Điều đại kỵ là đừng lấy lời của Phật làm lời của mình, và đừng lấy lời của mình cho là lời của Phật. Đó là điều cần phải lưu ý. Và quý vị biết, chánh pháp nếu như mà nói
Đức Thế Tôn là người giữ bản quyền cuối cùng. Và trong nhiều đoạn kinh, một vị cư sĩ hỏi một vị đệ tử của Đức Thế Tôn về cái vấn đề, thì vị ấy trả lời. Và sau đó, cái người cư sĩ này đem cái vấn đề đó đi hỏi vị khác. Vị khác cũng trả lời y chang như vậy, không sai một chữ nào. Và vị này đem cái câu trả lời của hai vị đi đến gặp Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn cũng xác nhận. Và Đức Thế Tôn nói là Như Lai có trả lời thì cũng chỉ trả lời như thế thôi. Thì như vậy đó, quý vị xem ai là người giữ bản quyền. Cái vấn đề ở trong tăng đoàn ấy, đó là khi mà chúng ta không nói những cái lời của Đức Thế Tôn, có nghĩa là chúng ta nói những gì mà ngoài kinh điển, đương nhiên nó vẫn theo tinh thần chánh pháp, thì bản thân vị tu sĩ đó nên suy nghĩ là ta là người chịu trách nhiệm cho những cái lời nói này, chứ không phải là ta là người giữ bản quyền cho những cái lời nói này, bởi vì nó rất là kẹt. Xin lấy ví dụ như, nếu như xin lấy cái một cái chai nước trong một cái thời pháp, xin lấy một chai nước suối, xin làm ví dụ, thì điều đó không có nghĩa là tất cả những vị pháp sư khác khi thuyết về cùng một vấn đề của sư, vị ấy không thể đem chai nước suối ra để làm ví dụ. Và dù cho vị ấy có biết hay là không biết, thì cái chuyện mà mình tự nhận cái bản quyền nó kỳ cục lắm trong cái vấn đề mà thuyết pháp. Và hơn nữa đó, sư lấy cái gì mà sư đảm bảo là cái này là chỉ có một mình sư, là tự sư sáng tác ra cái đó, mà trước đó, trước sư không có ai đưa ra cái ví dụ này. Và sau này lấy cái gì đảm bảo là tất cả những người đưa cái ví dụ về chai nước đó là họ đều đã từng định nghĩa về tứ đế? Và lấy cái gì để sư đảm sư nói rằng tất cả những vị sau này khi định nghĩa về tứ đế đó là đều lấy bản quyền từ sư? Một điều nữa là sư lại dựa vào đâu để mà sư nhận cái bản quyền đó của mình? Cho nên một vị tu sĩ thực sự mà nói là vị ấy chịu trách nhiệm cho những gì mình nói, thì sư nghĩ đó là cái điều nên làm. Còn thôi, mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Chúng ta qua cái câu tiếp theo.